Sau khi toàn quân kết thúc kiểm tra 3 tiếng nổ vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, dự kiến còn 2 tuần nữa sẽ đến thời điểm chiến sĩ mới đồng loạt tuyên thệ để bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. 3 tháng vừa qua, với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của chỉ huy và cán bộ huấn luyện các đơn vị, chiến sĩ mới đã vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, dần quen với nền nếp, chế độ trong quân đội, với những kỷ niệm và tình cảm đồng chí đồng đội sâu sắc. Thời điểm chuẩn bị tuyên thệ, đơn vị toàn quân đang tập trung củng cố nốt những kiến thức, kỹ năng chưa hoàn thiện, tổ chức các sinh hoạt văn hóa tinh thần, thể dục thể thao để thêm gắn kết tình cảm giữa cán bộ và chiến sĩ. Mới qua 3 tháng kể từ ngày chập chững vào môi trường quân ngũ, những chiến sĩ mới đã khác trước rất nhiều. Động tác điều lệnh được rèn luyện thường xuyên đã trở nên thuần thục và chuẩn xác hơn rất nhiều. Họ đã đầy tự tin để bước vào thời gian rèn luyện tiếp theo trong cuộc đời quân ngũ. Qua 3 tháng quân ngũ thì em vận dụng được một số những cái điều mà em đã được học, cùng với sự chỉ bảo, sự hướng dẫn tận tình của chỉ huy các cấp và đồng chí đồng đội, thì em tích lũy thêm được cho mình nhiều thêm kiến thức để có thể vận dụng được trong thời gian sắp tới em về đơn vị mới. Quá trình chiến sĩ trong đội hình luyện tập khối chưa bảo đảm cái động tác thì chúng tôi tiến hành là giới thiệu cho chiến sĩ bằng động tác mẫu hoặc là sửa bằng khẩu lệnh để nâng cao cái trình độ là luyện tập điều lệnh cho chiến sĩ. Những ngày này, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ngoại khóa để gắn kết tình cảm giữa cán bộ và chiến sĩ. Vừa ghi chép quê quán, số điện thoại để tiện liên lạc, họ vừa sôi nổi tập luyện cho hội thi tiếng hát binh nhì, thi vẽ báo tường, tập nhảy dân vũ. Đây là cơ hội thể hiện rèn giũa cái tài hoa khéo léo để họ cống hiến cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở đơn vị mới. Không còn quá gấp gáp như giai đoạn chuẩn bị kiểm tra cuối khóa và 3 tiếng nổ. Tuần cuối này, một số đơn vị dành thời gian để chiến sĩ ôn lại những kiến thức chính trị, lịch sử quân đội, quê hương, đất nước. Từng bài học vẫn luôn có cán bộ đồng hành để đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi dành những thời gian rảnh để ôn lại những kiến thức, nhất là về chính trị, để nâng cao nhận thức, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, giáo dục cho chiến sĩ mới, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, nhất là vùng biển Tây Nam. Thì mục đích làm cho chiến sĩ mới xác định rõ cái trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều bài học được trang bị trong 3 tháng qua sẽ theo các chiến sĩ trên chặng đường quân ngũ. Đó là bài học về tinh thần đoàn kết, sự yêu thương gắn bó của tình cảm đồng đội, ý thức làm việc theo giờ giấc khoa học thống nhất cùng tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, chuẩn xác. Hành trang ấy sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.